bổ nhiệm và Ân Hoàng, con hãy về Lạc Tre. Đời sống người dân ở đây họ còn nghèo nàn, tối tăm lạc hậu, ánh sáng công lý đôi khi chưa soi rọi tới nơi. Vì vậy họ rất cần một vị quan phụ mẫu tuổi trẻ tài cao và đầy nhiệt huyết như con. Thưa ân sư, gian khó con không hề nà, nguyện đem hết tài hèn sức mọn của mình ra để giúp dân giúp nước. Tuy thời gian con lưu lại kinh thành để thọ giáo ta không bao lâu, nhưng ta nhận thấy con là một hiện tại đáng mặc trường phục, tương lai rộng mở. Con hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mà ta kỳ vọng. Con xin ghi khắc lời của ân sư. Không cần gọi ta là ân sư, kể từ bây giờ ta và con là đồng liêu, hiểu chưa? Cùng phụng sự cho chính nghĩa, hướng lập triều đình, giúp dân giúp nước. Hãy trở thành một vị quan thanh liêm để lưu danh sử sách. Vậy đi nha, mạnh dạn lên, ta kỳ vọng ở con. Dạ.